Chăm xe siêu hot sản phẩm các bác đang tìm kiếm. Và xin chào tất cả quý vị và bạn mà tôi hướng dẫn auto nhá. Hôm nay em sẽ quay và báo giá cho các bác một em mới về sơn dưỡng auto. Và phải nói em này cực đẹp luôn nhá. Đó là chiếc Thaco Lin 700C. Tải trọng là 7 tấn và chiều dài thùng là 5m77 nhá. Em này đời 17 và em sẽ báo giá luôn cho bác. Em này đang có giá là 385 triệu. Xe đẹp, điều hòa mát lạnh, nó sàn đầy đủ, máy nguyên. Đấy, các bác có thể thấy em này là hàng rất đẹp nha. Các bác có thể nhìn thấy là tất cả cabin thùng bệ này. Đấy, bên này cũng vậy nha. Em này nói chung về chất lượng thì có không phải bàn nhá. Đây sẽ đi vào nội thất của em nó cho bác xem. Đầu tiên về nội thất bên trong này, ghế ghiếc là còn nguyên bản hết nha các bác nhá. Em này chạy phải nói rất giữ xe. Này, cả phần trần này gần rất là đẹp và mới nha. Phần nội thất thì các bác có thể thấy luôn, rất là gọn gàng, sạch đẹp, rất là giữ gìn nha. Đấy, tất cả từ đài điếc, điều hòa là còn điều hòa mát lạnh các bác nhá. Em này đời 2017 lên cái chất xe nó cũng còn khá là đẹp, mà lại được cái chủ giữ nữa thì em này rất là tuyệt vời các bác nhá. Đây các bác chỉ cửa này không hề bả matit luôn, rất là chắc chắn. Đây thùng bệ thôi, thùng bệ thì em này em về ốp hết mấy tấm tôn này đẹp ngất ngây luôn các bác nhá. Đấy, tôn rất sáng này, lốp thì em này cũng vẫn còn rất là được. Đây cho bác xem phần gầm sàn này. Đây, em này vừa đi dọn về các bác nhá. Đấy, vừa bôi dầu bóng để đây cho nó sạch sẽ nhá, không phải là sơn lại sexy đâu. Nhiều bác là cứ kêu là sơn lại sexy nhá. Đây, hình gầm sàn nữa, xem rồi, sàn này. Sàn sóng còn rất là đẹp nhá. Rất là phẳng. Sexy không lỗi, sàn siếc không lỗi nhá. Đấy, thùng bệ không gì bàn đâu. Cái này thùng còn rất đẹp nhá. Có sàn này đủ rồi. Quay phần sàn cho các bác này. Đấy, sàn này khá cao. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Và sàn em này thì đã được lót nhá. Các bác mua về là chỉ được chạy thôi. Đối với những một em mà nó sàn đẹp như này thì các bác về các bác chạy hàng thoải mái. Chiều dài thùng nó 5m77 thì cái lượng hàng hóa các bác cộng tải cũng được rất là nhiều, đa dạng loại hàng nhá. Đây, cả lốp sơ cua vẫn còn này, lốp lap này, lốp lap nói chung là vẫn còn tương đối các bác nhá. Được hai bác nào mà có thiện chí có thể alo cho em số điện thoại bên em trên màn hình nhá, em sẽ tư vấn với các bác được cặn kẽ và chi tiết hơn. Nếu bác nào mà thấy hay hãy để lại một like và một nút đăng ký để tiện theo dõi những sản phẩm xe đẩy cũ chất lượng tại salon của Lão Thu nhá. Bác nào có thiện chí hơn nữa có thể xuống trực tiếp salon nhà em tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên thăm xe và xem xe trực tiếp, bàn bạc về giá cả các bác nhá. Em sẽ báo giá lại cho bác, em này là em Thaco Lin 700C đời 2017 nhá. Điều hòa lót sàn đầy đủ, xe đẹp, máy chất và em này đang có giá là 385 triệu. Thắng hịn luôn đấy các bác nhá. Đấy, bác làm thấy thiện chí, thấy nó phù hợp với công việc của mình có thể alo cho em nhá. 700C, thùng 5m77, xe đẹp.
Còn bây giờ thì không mà mất thời gian các bác nữa, và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này nhá. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.